Dân Quý xin kính chào cả nhà YouTube thân mến nha. Hiện tại Dân Quý đang có mặt tại quán gỏi Đu Lửa Thái Thi ở nhà. Đây là tối chủ nhật rất là đông khách luôn ở cả nhà. Đây rất là đông khách luôn cả nhà. Để đèn gỏi nè. Đây đường An Dương Vương nha cả nhà. Số 546 đường An Dương Vương, phường 10, quận 6. Đến cái quán gỏi đưa thấy thì cả nhà có thể tìm thấy được rất là nhiều món ăn ngon tinh tí, những món ăn tinh tí của người Thái, không chỉ phục vụ những món ăn ngon tinh thi còn cập nhật những xu hướng ẩm thực phát triển mới nhất và phát triển thêm những món ăn ngon mang đậm chất riêng của đầu bếp Thái. Đến quán là chúng ta phải gọi canh tôm dung, bún Thái canh tôm dung, gỏi đu đủ, chả tắc Thái, rồi chân gà rút xương, bún mắm nêm, rất là nhiều món luôn cả nhà. Rồi để Dân Quý đi qua trong, Dân Quý quay cho cả nhà xem nha. Rồi rất là đông đó. Đây. Cùi đông khách cả nhà. Thank you.
nào qua. Giang Quý xin chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần là vui vẻ nha. Rất là đông khách luôn cả nhà.